Giác qua giúp cho ông chị không? Có người đến không? Cảm ơn các bộ biên phòng về bộ đội chạy về cả chính quyền địa phương đã tận tình giúp đỡ tôi đưa thuyền lên cái bờ an toàn. Mà thì Hà Nội à, mình được từ con cái đi. Ở nhà thì cũng đứng đấy. Rồi, em có gì? Đấy là của xã. Bà con ngư dân an toàn rồi. Thôi cũng vất vả, này chưa là điện lưu điện tới. Nói chung ăn đó. Dạ. Mốt bên đường bán mình nhé. Bên tàu đó. Cứ bên đó, nặng nó chết, lấy lấy.